Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Hôm nay em quay cho các anh chị em xem cái em chè trồng chè khổng lồ nữa các bạn. Cây chè khổng lồ này thấy các anh em trên mạng á cũng bán hôm cho mình về trồng. À, em đây trồng được ít nè, thấy nó cũng lá cũng xanh tốt lắm các bạn ơi. Này em chưa có bỏ phân gì hết, chỉ mới trồng thôi mà nó lên lá vậy nè. Này chúng ta càng cắt lá nó càng đâm nhiều nha các bạn. Này em mới mới trồng chen chen vô đây nè, nó hơi nhỏ nè. Chè khổng lồ này thì mình trồng khoảng vài tháng đầu á nó cũng không có tốt mà không có lá nhiều đó các bạn, nhưng mà cái gốc nó tới mà mình trồng khoảng vài tháng sau quá cắt được vài đợt á thì cái gốc nó trụ được dưới đất rồi, nó lên rất là nhanh các bạn ơi. Mới đầu trồng thấy nó cũng nản lắm, lên cái vài ba lá thì sau này cắt rồi nó lên, tốc độ nó lên lá nó cũng lẹ nữa các bạn. Cái chè khổng lồ này tập cho dê mình ăn quen á thì thấy nó cũng mê lắm các bạn ơi, xay ra thấy nó cũng thơm lắm. Này em mới trồng được đoạn nè, với chuyển ra ngoài ao trồng được một mớ nữa. Giờ thì thấy nó lên tốt vậy thì thấy nó cũng có lá cho dê ăn, mình thêm cử cho dê cũng được các bạn ơi. Cái này thì nó chịu hạn với ngập úng rồi, nó cũng thấy nó cũng vẫn sống nha các bạn, lá nó lên thấy mê luôn nè. Em chưa có dục phân gì hết trơn, không có dục phân gì hết trơn mà nó lên vậy nè. Cắt rồi nó có cái gốc là nó lâu rồi đó các bạn, nó ra lá dữ hơn nữa. Cây này cũng thấy cũng phát triển tốt mà dê nó cũng thích ăn nữa nè. Bây giờ thì cái này cũng thông dụng rồi, vòng vòng ở quê là đi thì gặp nó cũng thường lắm chứ không như hồi xưa. Hồi trước mà nghe nói chè khổng lồ thì cũng không biết nó cây nó ra như thế nào. Bây giờ thì nó đã quá thông dụng rồi, thì chạy đi đâu cũng thấy hết trơn các bạn ơi. Rất là dễ trồng, trồng dễ hơn phai mì nữa mà. Cứ mưa là ghim xuống đất là nó sống à. Em trồng được một đoạn rồi nè. Từ từ em gây giống ra cho nó nhiều một chút. Cắt lá ra phát triển lẹ lắm các bạn ơi. Mới đầu thì nó hơi chậm, năm đầu thì nó chậm lắm. Rồi cắt vài đợt thì nó đâm lá rất là nhiều. Rồi để mình cắt ít xay cho dê ăn thử cho các bạn xem thì con dê mình nó có thích ăn cái chè khổng lồ được không nha các bạn. Đây mình xay chè khổng lồ ra xong rồi nè các bạn. Xay ra nó cảm giác nó thơm thơm các bạn ơi, cái mùi nó cũng thơm lắm, dễ chịu. Con dê rất thích ăn. Cái gì mình cũng phải tập vài ngày đầu nha các bạn. Dê thì nó mê xua đũa nhất. Nếu mà cho ăn xua đũa thường xuyên làm những mồi khác đưa vô là dê nó cũng chê nha. Nên tập sen cử vậy đó thì từ từ nó ăn quen rồi nó sẽ ăn hết trơn rồi các bạn ơi. Dê rất thích là ăn cái lá chè khổng lồ này.
mình trồng nhiều thứ vậy nè, cái mình đổi món cho nó, đổi món cho nó ăn thì nó dê rất là thích. Mình đừng có tập cho nó ăn một món một, sau này nuôi dê nó khó lắm các bạn ơi, đưa gì khác cho nó cũng chê hết trơn, phải tập vài ngày nó mới quen. Còn đây em cho ăn đủ thứ hết trơn á. Bên kia nó cũng ăn, nắng quá không có qua bên kia được các bạn ơi. Đây em được ba con, đây là ba cá chữa hết rồi, xuống vú hết nha các bạn. Còn mấy em nhỏ tơ tơ thì chưa có vô nọc, nhỏ còn hơi nhỏ quá các bạn. Còn con dê già 8 năm của em mà nó nhảy lại mà sao chưa xuống vú này các bạn ơi. Biết có chữa không mà chưa thấy xuống vú. Cái chè khổng lồ này á, trồng thấy nó phát triển cái lúc mà cái gốc nó bám vô đất được sâu rồi đó các bạn, lá nó lên lẹ lắm các bạn ơi. Còn mới trồng á, dòm thấy nó nản lắm, nó lên có mấy nhánh à, mà nó không có lá gì hết trơn á. Rồi mình cắt cắt ngang vài đợt ha, cái nó đâm lá ra nhiều và nó đâm ra mình thấy mê lắm, lá bự to nữa. Này nữa em đem ra bờ vuông em trồng cho nó nhiều lên thì cũng như cho nó một cử ăn chín cho nó luôn các bạn này. Thấy ăn cái này chắc cũng độ đạm nó cao thiệt các bạn, ăn thấy ngon lắm, thơm thơm cực kỳ thơm. Rồi, video em kết thúc tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em quay những video clip mới hay hơn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.